lần nữa cho các bạn nhỏ xem video hướng dẫn bơi tiên cá miễn phí coi, mà bạn người cá mua đuôi tiên cá được học bơi miễn phí xem nha. Biến đôi tay thành vây bơi cá heo nha. Khi đôi tay của mình đã thành vây bơi cá heo được thì em sẽ điều khiển được nước, em sẽ tạo được lớp xoáy trong nước. Dùng đôi tay của mình mà tạo được lớp xoáy nè. Nè, tay vuốt qua vuốt lại ha, tạo ra hai lớp xoáy đó, thấy chưa? Đấy. Tại nước này mạnh quá, tôi phải vuốt mạnh hơn nó mới ra lớp xoáy được. Nè, hay là để tay vậy. Đó, thấy không nè. Mà tạo lớp xoáy nước. Rồi. Bây giờ nằm duỗi người ra lại khỏi nước. Tay thành bơi bơi cá heo lại nè, hít hơi vào, úp mặt xuống, nín thở, tay hút nước 3 lần, thở nhẹ ra vào mũi, ngửa mặt ra miệng, hít hơi vào nha cô bé. Anh làm mẫu lần cuối nha. Khi mà em rút nước á, em cầm được nước trong tay, em sẽ thấy độ nặng của nước và em tạo nước thành cái lớp xoáy ha. Tay của em điều khiển được nước như vậy là thành công. Khi nào em tạo được lớp xoáy bằng hai tay là thành công. Rồi, bài tập tiếp theo em sẽ tập đá đuôi cá heo ha. Hồi nãy là tập cân bằng nước để bảo quản cái đuôi cá của em nó không bị phao quẹt. Bây giờ tập khi lắc đuôi là em sẽ lắc như thế này, thả lỏng cái cổ, thả lỏng cái cổ chân nha. Ha. Rồi em sẽ dùng heo em thôi, căng mông bây giờ là heo lên, rồi hạ mông xuống ha. Bài tập căn bản của lắc đuôi cá ha. Rồi anh làm nha. Nâng mông xuống, thả lỏng cổ chân, không được động cổ chân, rất là động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi da đuôi của cô bé nè, đẹp không mọi người? Da đuôi của cô bé được sản xuất tại Hàn Quốc, dành cho những nàng tiên cá biểu diễn trong thủy cung. Wow. Chứ không phải là đuôi tiên cá dởm Shopee được. Mấy cái đồ trên Shopee Lazada sen đỏ chỉ là đồ chơi trẻ em thôi, không phải là đồ chuyên nghiệp để tập luyện. Wow. Mặc vô để chụp hình thôi. Rồi. Shopee giá giảm 50%. Đúng, thấy đuôi cá nó mặc không được. Đó, thấy kim tuyến lấp lánh như vì sao trên trời không? Em quen chưa cô bé? Tôi có đồ nào xuống. Có một ca. Bây giờ đặt tên cho em là người cá Mia nha. Người cá Mia. Rồi người cá Mia ơi. Bây giờ kết hợp bơi nha. Khi em lắc đuôi một cái giống như là em đạp chân ngớ vậy đó, hiểu không? Lắc đuôi một cái rồi đếm 1 2 3 thở nhẹ ra bằng cái tay ngửa mặt cái tay vào nha. Anh bên mẫu cho coi. Anh làm mẫu nha. Quá luôn. Rồi. Đó đặt đi. Cô quàng nước quàng tay nè để nổi đuôi lên ngang mặt nước nè, thấy không? Giống như qua lại để nổi đuôi ngang mặt nước nè. Khi em đã thùng một rồi á thì em sẽ nổi đầu em lên luôn, mấy bạn kia đừng có dịnh vô anh được. Đừng có dịnh vô. Rồi nha. Đó, thì em cân bằng nước, thở nước. Nghĩ mệt xong rồi bắt đầu bơi nè. Yeah.
chỉ sửa cái chân lại là chân cá thôi. Con này là con bằng nước, nước qua lại thôi. Đang bên bị dập bẻ nha. Thôi dập bẻ đau chân quá. Và sao? Nè một chân đạp vô monofin nè. Nè một chân đạp vô nè. Nhìn nè, một chân đạp vô, một chân rút ra. Rồi xong rồi em chui ra khỏi lớp da.